Số này là bao nhiêu chị? 30 ngàn đó. Một tô là 3 miếng chả tôm, một chả thường, 3 miếng đậu, 2 miếng huyết, một cà. À, bây giờ là giờ khách đông anh chị nhà phục vụ khách. Ăn xong rồi nó toát mồ hôi rồi. Sài Gòn nóng quá. Sài Gòn này chắc là tầm 37 độ quá. Này chị có bán da heo không? À, một phần 10 ngàn vậy đấy, ai mua bao nhiêu thì bán bao nhiêu. Quý vị muốn mua đông trùng hạ thảo Đà Lạt, xin liên hệ số hotline 090 140 9466. Các sản phẩm từ đông trùng hạ thảo Đà Lạt được phân phối chính thức bởi Kiên Sài Gòn Travel, cam kết đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, hàm lượng dược chất, nhận giao hàng toàn quốc. Rồi, mến chào tất cả quý vị các bạn. Trưa hôm nay bây giờ là 11 giờ trưa nha quý vị. Hiện tại thì Kiên đang có mặt ở ngay quán Bún Diêu Lam, ở địa chỉ là 189G đường Hoàng Hoa Thám, phường 6, quận Bình Thạnh nha. Hôm nay qua đây để chia sẻ cả nhà một cái quán Bún Diêu của hai anh chị bán ở bên ngay chợ Hoàng Hoa Thám luôn các bạn. Quán Bún Diêu này thì nói chung là cũng như rất là nhiều quán bún riêu mình đã ăn ở Sài Gòn thôi. Ở đây có một cái điều khác biệt đó là có da heo cuộn ăn nó giòn sần sật. Đó là cái điều đặc biệt của quán này các bạn. Đó, thì giờ Kiên sẽ mời quý vị các bạn hãy cùng vào đây thưởng thức cũng như là khám phá quán bún riêu Lan. Với cái món là da heo cuộn ăn nó giòn sần sật nhé. Ở đây chị bán từ 11 giờ trưa cho tới hết thì thôi nha các bạn. Ở đây là chị nghỉ ngày Chủ nhật nha các bạn. Rồi, thì chúng ta sẽ cùng vào bên trong khám phá quán bún riêu ở đây nha. Đây quý vị các bạn, mình đang trong cái quầy chỗ chị Lan, chị đang bán cho khách đây này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào bên trong xem chị làm nhé. Em chào chị Lan. Đây bà chủ rất là dễ thương các bạn ạ. Ở chị Lan, nhà mình bán bún riêu ở đây được lâu chưa chị? 16 tháng rồi. À. Thế là bún riêu nhà đây là chị cơ duyên nào mà chị lại bán món bún riêu này hay là như nào? Nói chung là lúc trước là hai vợ chồng bán hủ tiếu xào mì Sài Gòn á, bán được gần 8 năm. Dạ. Mà bán cái đó thì nó cực lắm, mà giống như là ông chỉ có mình ông xã đứng bếp thôi, không có ai đứng được hết á. Dạ. Còn như cái món này thì hai vợ chồng mình có thể thay nhau mình đứng được. Dạ. Rồi lúc mà sanh bé thứ ba đó thì là có thời gian, tại vì buổi chiều là bán từ 4:30 mà tới gần dọn dẹp xong là 12 đêm rồi là mình không có thời gian cho con cái nữa. Nên là mình nói thôi bây giờ mình nghỉ cái món đó đi. Rồi mình bán cái món nào mà nó đơn giản một chút, rồi mình có thời gian chăm con cái một chút. Để cái hai vợ chồng nói vậy thì cái nhà thì cũng vừa có bắt này kia nữa. Rồi mình nói thôi bây giờ mình bán cái món bún riêu tôm đi. Nhà cũng thích ăn cái món đó nữa. Thì thôi giờ mình bán cái món này đi, nó đơn giản rồi. Hai vợ chồng mới bán. Ủa, nhưng mà cái món da heo cuộn là chị tự nghĩ ra hay như thế nào nhỉ? Cái món da heo cuộn đó là anh ấy nghĩ ra đó. Thế là anh nghĩ ra cái món da heo cuộn đúng không? Thế là mình làm cái gì cho nó là lạ một chút. Lúc đầu thì chị thấy anh làm cực lắm. Cái chuyện này thôi mua về mình làm sạch rồi mình luộc á. Cắt miếng vuông thịt chứ nhật á. Nhưng mà như vậy thì nó lại đơn giản quá. Cái hơi quật quật lại cắt cho nó có gì nó lạ lạ. Nó ngon, nó hấp dẫn hơn, nó giòn hơn. Thế nhà chị Lan bán từ mấy giờ nhỉ? Mình bán từ 11 giờ trưa tới khoảng tầm 11 giờ hơn 11 giờ này đó. Khoảng 7 giờ tối. Lúc nào mình hết sớm thì mình sớm. Cái này là chị Lan là đích thân vô bếp nấu đúng không? Nói chung là nấu là hai vợ chồng cùng nấu. Hai vợ chồng cùng nấu. Mỗi người một công đoạn. Nấu món này là nó đơn giản hơn cái món hủ tiếu xào ngày xưa ha. Đúng rồi. Xào nó cực nhất. Một phần như vậy là bao nhiêu chị Lan nhỉ? Một phần như vậy là của mình là 30 ngàn. 30 ngàn một phần. Đúng rồi. Mang đi cũng vậy hả chị? Mang đi cũng vậy. Nhưng mà ai ăn thêm đồ thì mình bán thêm. Dạ. Ai thêm da heo thì mình mang một
phần, hoặc là chả tôm, huyết đậu hũ gì đó là mình bán thêm. Ở bên này là cái chả, cái này là chả tôm. Chả tôm à, chả tôm nha các bạn, chứ không phải chả cua, đây là chả tôm à. Chả tôm nhà mình làm luôn hả chị? Đúng rồi, à. Đây chị đang bán măng đi này các bạn này. Đây đây là anh Sái nhà chị này. Anh tên gì anh? Anh Thi. Y anh Y. À. Thế là mặt bằng này là của nhà mình luôn hả? Dạ. Ngay chợ Hoàng Hoa Thám luôn anh nhỉ? Chợ đây gọi là chợ Chu Hồi đó, ta gọi là chợ Cây Quéo. Chợ cây quéo. À. Thì bây giờ nó đúng là chợ Tự Phát Hoàng Hoa Thám, tại vì hồi xưa nó có lòng chợ đó. Dạ. Thì còn gọi là chợ. Bây giờ là giải phóng đường thì tả đường xong đó thì gọi là chợ Tự Phát. À. Bây giờ là chợ Tự Phát Hoàng Hoa Thám nha các bạn. Ở đây chị có bán trên app gì không hay là có, mình có app Baymin ha, có Baymin. Dạ. Các bạn muốn ăn thì có thể đặt trên app Baymin nhé, chị bán mỗi một app Baymin thôi. Ở đây đặc biệt là mình thích cái chả tôm này các bạn này. Ăn bún riêu hình mình thấy có tôm khô thôi, còn chưa thấy là có chả tôm. Đó. Bây giờ lạ lạ, cái này là chắc là mình tự nghĩ ra mình làm vậy ha. Mình xay tôm, với thịt, rồi với mọc hay còn gọi là giò sống á. Dạ. Và mình trộn lại, mình nêm nếm các gia vị lại với nhau. À. Như là người ta vo từng cục vậy đó, xong người ta sắn từng miếng. À. Đây là chả tôm mình làm theo kiểu là nó dẹp dẹp, nó dễ ăn hơn đúng không? Cái này nhiều khi gấp á, mình có thể làm vậy nó mau chín hơn. Dạ. Thế đây chị bán bún riêu mà đội cái nón nhìn rất là duyên dáng. Bà chủ có nụ cười cũng rất là duyên dáng các bạn. Rồi chị làm cho em một tô đi ha. Một tô đầy đủ đi, ăn trước đi rồi lát nữa ra quay sau coi xem như thế nào. Tô đặc biệt đi. Đặc biệt đây là bao nhiêu nhỉ chị Lan? Tôm à. À. Thì đúng rồi, chị cho em thêm chả tôm nhiều chứ. Có những khách thì ăn thêm da heo, chứ là mình cứ ăn thêm gì thì 40.000. Da heo là một đĩa. Đĩa là... xin như vậy là 10.000. 10.000, à, cho em thêm đĩa da heo nữa ha. Da heo với chả tôm cho nhiều chứ. Chị Lan là gốc ở đâu nhỉ? Quê gốc ở đâu nhỉ? Gốc Thái Bình. Thái Bình à? À, vậy là bún riêu này cũng mang hương vị Bắc đúng không? Đúng rồi. À, hương vị Bắc nữa chứ không phải là Nam. Gốc Thái Bình mà. Đó. Thế là anh chị vào đây cũng lâu rồi ha? Anh ấy, gia đình anh ấy thì trong này hết rồi. À. Mình vào đây từ năm 99. À, gia đình anh ở trong này hết rồi. Gốc ông bà thì cũng ở ngoài Quảng Ninh á. Đó, chị cho em thêm nước lèo đi, nó đầy đầy chiếu. Rồi, xin mời quý vị các bạn vô thưởng thức trước một cái tô bún riêu của nhà chị Lan này xem như thế nào ha. Đó. Tô này là bao nhiêu chị? Tô đặc biệt thêm chả tôm là 40. À, 40 nhá, tô này là 40 nhá. Đó. Em rau sống đi. Ăn rau sống bún riêu ăn với rau sống nó ngon hơn. Ở đây là cái tầm chắc cũng phải 11 rưỡi 2 giờ mới đông chị ha, chị Lan ha. Đó. Dạ. Ở đây chúng ta ăn thì có bàn ghế ngồi bên trong, các bạn có quạt rất là mát ha. Bên ngoài có hai cái bàn luôn đó. Nói chung là bàn ghế ngồi đàng hoàng sạch sẽ. Hai anh chị bán là cái không gian tuy là nó mặt tiền hơi chật nhưng mà cũng có đầy đủ chỗ ngồi. Ở Sài Gòn mà được mặt bằng này bán là cũng là hạnh phúc rồi. Đây da heo cuộn nhà chị đây. 10.000. Da heo này ăn có béo không chị? Không, tại vì mình đã lắp sạch
mỡ rồi. À. Thì nhiều khi ăn cái da này nó còn có tốt cho cơ thể, nó ăn nhiều, nhiều collagen tốt rồi. Cho gọi là da, da đúng không? À, ăn da bổ da. Rồi mời quý vị chúng ta vào trong ăn bún riêu nhà chị Lan nhé. Đây các bạn, đây là cái da heo cút nhà chị này. Đấy các bạn, bây giờ chị Lan thái da heo này. Cái da heo này khách ăn nhiều vậy ha? Đa số khách nào cũng ăn. Dạ. Một ngày chị làm bao nhiêu phần này? Sáu ký da heo. Dạ, 6-7 ký da heo không vậy hả? Làm món này có cực không nhỉ? À, công đoạn mà mình lột cái mỡ ấy đúng không? Còn cái này chỉ có luộc lên thôi đúng không? À, cuộn xong còn phải nêm gia vị nữa, nó mới luộc lên. À, nó là cuộn dây lại cho nó giữ khuôn. Dạ, yeah. Này cũng phải là có công thức đấy. À, phải da lưng nữa không? Em nghĩ da nào cũng được chứ. À, nó mềm nữa. À, đặt công ty. Cái này chị có bán da heo không? À, một phần 10 ngàn vậy đấy, ai mua bao nhiêu thì bán bao nhiêu. Cái này mà luộc lâu quá để nó bị cũng bị mềm vậy đấy, đúng không? Vừa tiến tới xong nó được. Tính tiền gì vậy? Thêm da heo à? Dạ. Da heo là khách gọi thêm. Một đĩa 10 ngàn là được mấy khoanh nữa? 10 khoanh. À, 10 ngàn 10 khoanh. Nhìn nó đẹp ha. Dạ. À. Ủa, mình khi ăn mình có bỏ vô cái tô được không chị? À, em sợ nó mềm ra không? Không hả? À, dạ. Đây quý vị các bạn, là Kiên gọi một cái tô bún riêu đầy đủ của Nhật Kỳ Lan đây. Thì cái tô này là tô đầy đủ của mình, có ăn thêm chả tôm nữa thì là 40 ngàn nhé. Đó. Lại gọi thêm một cái phần huyết với đậu hũ thêm là 10 ngàn, da heo thêm là 10 ngàn nhé các bạn. Đó. Ở đây thì các bạn thấy là có thêm cái phần top mỡ với lại sa tế. Đó, cái này ăn bỏ vô ăn thì gọi là quá là ngon luôn. Rau thì chúng ta thấy là có rau kinh giới này, rồi rau muống này, rau chuối, rau giá. Đó. Bún riêu thì có mấy loại rau. Bên này thì các bạn thấy là có mắm tôm, có ớt, có chanh, có thêm đường. Chúng ta ăn thêm đó. Đó. Mình thấy là một cái phần này thì cực kỳ hấp dẫn rồi các bạn ha. Đó. Để kính mời quý vị các bạn cùng thưởng thức bún riêu da heo cuộn giòn sần sật đó. Lần đầu mình ăn bún riêu mà chả tôm nhiều như vậy á. Đây quý vị các bạn, mình làm một cái chén nước mắm ớt, đường, chanh
Đó, để đi chấm ra heo cuộn ha. Ai ăn được mắm tôm thì chúng ta làm mắm tôm. Nhưng Kiên thì cái này sợ mình bụng yếu á, nên là mình ăn không được mắm tôm, mình ăn nước mắm nha các bạn. Rồi, mời quý vị các bạn nhé. Đó. Cái phần tóp mỡ các bạn, tóp mỡ chiên giòn với lại sa tế thì mình cho vào đây luôn này. Đó. Đây là cái phần huyết với lại đậu hũ thêm cho vô luôn, cho một tô cho nó nhiều. Da heo đây. Thôi mình cho da heo vào luôn ha, mình cho nó đẹp. Đó. Tô này tổng cộng là 60.000, 40.000 đặc biệt với lại thêm hai phần thêm nữa là 60.000 các bạn. Đó, bật đèn cho sáng. Đầu tiên thì chúng ta sẽ xem cái nước lèo đây ha. Thì các bạn thấy là cái nước lèo đây này, mình cho cái phần tóp mỡ lại sa tế vào nước lèo đẹp. Nước lèo đây thì các bạn thấy là bên dưới thì nó trong nhá, còn bên trên là nó có một cái lớp váng mỡ, mỡ sa tế. Đó. Rồi, mời quý vị các bạn nhé. Rồi, xin ăn thử cái nước lèo đây trước ha. Đây cái nước lèo đây các bạn ơi. Nước lèo vị rất thanh vị các bạn. Nước lèo vị rất là thanh vị. Vị nó thanh vị mà ăn nó rất là dễ ăn các bạn. Mình sẽ cho một xíu ớt vào ha. Đây cho ớt vô này. Ăn hết tô này là quá no luôn. Ngon các bạn. Bây giờ mình sẽ thử da heo đi. Da heo cuộn này. Mời các bạn nhé. Bạn thấy là các bạn nào đã ăn da heo cuộn bao giờ chưa? Thiên là nói chung ăn da heo thì ăn nhiều rồi, nhưng mà cái da heo cuộn tròn đẹp như này thì lần đầu mình mới ăn. Chấm với lại nước mắm ớt này. Rồi mời các bạn nhé. Mình cảm nhận cái da heo ăn nó giòn giòn, giòn sật, không có bị ngán các bạn. Giòn giòn thật, không bị ngán và rất là dễ ăn. Đó. Ăn da heo thì nó nhiều cái collagen đó, nó sẽ làm cho da chúng ta nó đẹp hơn, nó trẻ hơn, trẻ hóa tế bào da. Mấy chị em mà ăn da heo này nhiều là cũng da đẹp này, đẹp da này. Rồi, da heo ăn khá là ngon. Bây giờ mình ăn thử cái tạt tôm các bạn ạ. Tạt tôm ha. Mời các bạn nhé. Tạt tôm ăn thơm. Hơi bé bé một xíu. Tôi mới đậu hũ à. Đậu hũ mềm. Đậu hũ ăn tươi mềm á, rất là tươi. Ngon. Huyết nha. Đây mình ăn thử cái phần huyết này các bạn.
Cái phần huyết nó mềm, ăn nó tan trong miệng á, nó không có bị hôi các bạn. Huyết ngon lắm. Bây giờ mình sẽ bỏ rau vào nhá. Miếng riêu thì không thể nào thiếu rau được các bạn ạ. Rau đây thì các bạn ăn rau sống hoặc là rau trụng. Rau trụng thì sẽ nhờ chủ quán trụng. Các bạn thấy là thì chủ quán rất là duyên dáng, dễ thương duyên dáng. Rồi, mời các bạn nhé. Da heo này nếu mà bỏ vào trong thì nó sẽ bị nó không còn cuộn nữa, thì nó không biết là nó mềm ra. Tốt nhất là mình ăn trước thì được. Da heo giòn sật sật. Cái sợi bún ở đây là sợi nhỏ các bạn. Sợi nhỏ này. Đúng là sợi bún riêu luôn. Ăn tăm mỡ này nó giòn mà. Tăm mỡ nó giòn mà nó béo. Bỏ rau vào nó giòn. Nó ngon. Rau muống. Nó muốn ăn nó giòn kìa. Trái cà chua. Ở chỗ này có chả các bạn. Này. Thử ăn chả này xem nào. Mời các bạn nhé. Chả nó mềm, thơm. Thơm mùi tiêu. Chả ngon. Lấy tô này quá no luôn các bạn. Thấy tô này quá nhiều quá. Gọi thêm hai phần thêm nữa quá nhiều. Cả tôm này béo vậy, ăn rất là ngon, thơm. Tô này rất là nhiều bún các bạn. Ăn cái tóp mỡ là giòn kìa. Wow. Quá đã. Cay. Bỏ ớt nhiều cay.
cay quá. Đầu giờ này có khách rồi. Cái này là bao nhiêu chị? 30.000 một tô là 3 miếng chả tôm, 1 chả thường, 3 miếng đậu, 2 miếng huyết, 1 cà. À, bây giờ là giờ khách đông, anh chị phục vụ khách. Ăn xong mà nó toát mồ hôi. Sài Gòn nóng quá. Sài Gòn này chắc là tầm 37 độ quá. Trời này mà ăn tô bún riêu xong là người như kiểu là tắm vậy các bạn. Kia chị có cái nồi nước trụng rau trụng bún riêng nhé các bạn, rau bún trụng riêng.
Hôm nay vẫn còn khách nghỉ lễ đây là không có đông như ngày thường, nhưng mà ngày thường này chị đông lắm. Ở đây có mấy loại rau vậy ha? Muống chuối kinh giới, rau chuối, rau giá. Muống chuối kinh giới giá, bốn loại rau, với lại hành nữa là 5. Bún riêu không để thiếu kinh giới ha, đây là rau muống. Đặc biệt là top mỡ chiên, con mỡ sa tế nhà chị này các bạn này. Ăn này là bá cháy luôn. Sài Gòn nắng nó nắng bể đầu luôn các bạn. Mùa này là nắng bể đầu luôn, ăn xong tô bún riêu là như kiểu tắm vậy đó. Sông hơi. Có cái là cái máy hút, cái này chắc là ngày xưa bán hủ tiếu hả? Bán hủ tiếu là dùng để hút á, mì xào á, mì xào dùng để hút hủ tiếu mì xào. Hôm nay là bán món bún riêu này là không hút nữa rồi. Báo nổi tiếng là lên báo nổi tiếng không ạ? À? Toàn báo gọi là có lượng fan đông đảo không? Rồi quý vị các bạn ơi, vừa Kiên vừa mới thưởng thức xong một tô bún riêu tôm, bún riêu chả tôm với lại rau heo cuộn ở đây nhá. Nói chung là mình ăn thì mình cảm nhận là bún riêu chả tôm ở đây rất là ngon nhá. Không biết là các bạn ăn các bạn cảm nhận như thế nào. Bây giờ Sài Gòn đang rất là nắng các bạn. Đi ra ngoài mà không có mũ nón gì hay thì thôi cháy da luôn đó. Nắng khoảng 36 37 độ các bạn. Rồi, rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở trong những video sau. Địa chỉ kênh sẽ để trên phần mô tả video nhé, thì các bạn có dịp các bạn thưởng thức nhé. Xin chào quý vị các bạn.